Con này đẹp lắm nha anh, nói chung là cũng 80-90% nha. Rồi bay chơi bô biết còn nguyên luôn nè, về có bô luôn. Rồi em sẽ đài nổ cho anh nghe nha, rồi em gắm dầu em đài nổ cho anh nghe. Vì đây cũng anh khách cũng nhờ em lựa con Kubota nè, đây 662, con này cũng đẹp keng sờ beng. Rồi em nổ cho anh đã, nổ cho anh trước rồi nổ con kia cho anh ta. Em sẽ đài nổ cho anh nghe nha. Đó, đây là nổ, đây là nổ, không cần xong bét luôn. Lên ga. Bao hơi bao khói luôn nha anh, tại mấy anh thợ đang ngoài kia nó hơi ồn mà, thấy không? Đó, máy là nhích. Rồi tắt máy. Tắt máy đi. Rồi. Tắt máy luôn. Tắt máy. Rồi đợi lại đi. Đợi lại nữa cho em coi nha. Con này nó vừa có tắc cơ mà vừa có tắc điện luôn nhanh. Con này đề mới nắp vuông nè. Con này là 9 triệu một con nha anh trai. Máy này em lựa cho anh đẹp lắm nha anh. Con này con D662 đề mới nha. Nãy có chụp hình cho anh rồi đó. Đây là con 7 màu đồ hết nè. Mới hơn cái con bữa em đăng lên YouTube luôn. Bây giờ có bô ly rồi anh biết à. Không, ô ly vàng khè luôn, chưa xài luôn, quá đẹp. Rồi để em đợi nổ cho anh nghe. Cái loại này đây là nổ à. Bay lên ga. Máy này là bao hơi bao khói cho anh luôn nha. Máy nổ quá ngon. Để né xa xa ra đây rồi. Quay ngang ngang qua đèn chút. Tháo dây điện, tháo dây điện bình đi. Tháo dây điện bình đi. Tháo cái dây bình ra để quay qua nó chạm. Quay qua hướng này nè, cái đầu qua đây, cái đầu qua đây. Quay nữa.
đó, nó mới thấy không? Cái con này là dòng cuối đời nè, mỹ màu hết luôn. Đây xe số 2 đời mới nè, đó là cái cũ đời mới, là cuối đời, nó cuối đời nhỏ nha. Đó, mấy rồi lập lúa, ok. Còn mấy này thì chuẩn bị đang gói nè, thấy chưa, câu khóa đâu hết rồi nè. Đó, đây cái con Z482, con 662 của anh là về Bình Thuận nè. Đó, cái con này ủa cái này cái tem mày dán cho nè ngao quái nè. Con này về Hải Dương nè, Isaki nè. Con này về Đà Nẵng nè, Hậu Giang nè. Đó, hàng ta gói rồi, thấy không?